Trịnh Sảng và hai con không có quan hệ huyết thống, là con của Trương Hằng và Vạn Thân. Trang 163 sáng ngày 17 tháng 4 có một bài viết khiến netizen sốc nặng. Vừa có tweet circle vụ lùm xùm giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Theo thông tin trang này đăng tải, Trịnh Sảng đã tiến hành làm thủ tục xét nghiệm ADN cho hai đứa con mà cô và Trương Hằng nhiều người đẻ thuê. Vậy nhưng, kết quả cuối cùng lại cho thấy, hai đứa con này không phải là con của cô mà là con của bạn Trương Hằng. Trước đó, netizen xứ chung cho hay Trương Hằng có một người bạn tên là Đại Như. Hai đứa trẻ giờ đây càng lớn càng giống với người bạn này. Không chỉ vậy, trong những bức hình mà phía Trương Hằng chia sẻ trên mạng xã hội, vị trí đồ đạc trong nhà anh giống hệt với nhà Đại Như. Theo nguồn tin cho hay, Trịnh Sảng đã rất bực tức khi biết hai đứa bé không phải là con ruột của mình. 163 cho hay, Trương Hằng đã dắp tâm để làm những điều trên là bởi anh muốn nắm thóp Trịnh Sảng, sử dụng hai đứa trẻ làm mồi nhử để thực hiện ý đồ riêng của mình. Trang 163 cũng cho rằng, trong phiên tòa tuyên bố Trịnh Sảng bị xử oan, Trương Hằng khóc lóc thảm thiết. Đây cũng chiêu trò lừa đảo của CEO này. Hiện không rõ thông tin này là đúng hay sai, nhưng tại phiên tòa thứ hai, Trương Hằng lộ ra hàng loạt sơ hở. Liên tục nói tôi không biết, tôi không hiểu nhằm né tránh tất cả các câu hỏi khó. Vốn dĩ Trịnh Sảng rất quan tâm tới hai đứa trẻ nhưng Trương Hằng đã ngăn cản không cho bạn gái cũ liên lạc với các con. Hiện còn hơn một tuần nữa, phiên tòa phán quyết cuối cùng về quyền nuôi hai đứa trẻ của cặp đôi sẽ được diễn ra. Người hâm mộ đang vô cùng quan tâm và dành sự chú ý sát sao cho những tình tiết liên quan. Phía Trịnh Sảng cho rằng nam CEO không tôn trọng quyền riêng tư của con cái khi công khai giấy khai sinh và hình ảnh của con trên mạng xã hội nhưng phía Trương Hằng phủ nhận việc này. Về phần Trương Hằng, anh tiết lộ nữ nghệ sĩ có vấn đề về tinh thần nên không thể nuôi con. Phiên tòa xét xử vụ việc giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng sẽ diễn ra sau hơn một tuần nữa. Dù chưa rõ phần thắng sẽ thuộc về ai nhưng hy vọng rằng hai đứa trẻ sẽ có được một tương lai tốt, ở bên cạnh người thật lòng yêu thương, chăm sóc cho mình. Trước đó, phiên tòa giải quyết tranh chấp quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng, Trương Hằng đã diễn ra ngày 6 tháng 4 tại Denver, bang Colorado. Khi đối chất với luật sư của diễn viên, Trương Hằng nói hiện chưa cảm nhận được Trịnh Sảng thật lòng yêu thương các con. Cũng chưa thấy con thích Trịnh Sảng nên không muốn để các bé ở với mẹ. Trương Hằng còn chỉ trích bạn gái cũ là không xứng làm mẹ. Trương Hằng tiếp tục tố cáo Trịnh Sảng có vấn đề tâm thần, nói năng không rõ ràng. Khi luật sư hỏi vì sao yêu và bằng lòng có con với người có vấn đề tâm thần, anh đáp, lúc đó, tôi yêu cô ta. Trịnh Sảng sang Mỹ hồi tháng 2 để ra tòa giành quyền nuôi con với Trương Hằng. Diễn viên đã gặp các con hai lần, với mong muốn gắn kết mẹ con, đón hai bé về ở cùng. Cô đã thuê người sắp xếp phòng ốc, lắp các tấm chắn đảm bảo an toàn cho trẻ, mua nhiều đồ dùng cho con, gồm giường ngủ, ghế ăn, quần áo, bỉm, vũ, tất, đồ chơi, đồ ăn. Vụ lùm xùm thuê người mang thai hộ rồi vứt bỏ con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng từ lúc nổ ra tới giờ. Đã được hơn 3 tháng nhưng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Vụ việc vẫn liên tục xuất hiện tình tiết mới khiến công chúng ngán ngẩm.